Kính thưa quý cô chú bác và quý anh chị, khi lễ hội diễn ra bên trong, những người biểu tình kêu gọi ngừng bắn đã toàn hành bên ngoài địa điểm. Tổng thống Joe Biden vào ngày thứ Bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024, đã sử dụng một bài phát biểu trong bữa tối với các phóng viên ở Tòa Bạch Ốc để chỉ trích cựu Tổng thống thứ 45, cựu Tổng thống Donald Trump và nhắm vào ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc bầu cử sắp tới. Ông Biden ông pha trò về sự thiệt thòi của đối thủ chính trị của mình, đó là cựu Tổng thống Donald Trump. Ý ông nói là hiện tại ông ấy không đủ thời gian để vận động tranh cử bởi ông ấy đang vướng vào rất nhiều những vụ kiện khác nhau. Bên cạnh đó, Tổng thống Joe Biden còn đề cập trực tiếp đến vấn đề về tuổi tác của cựu Tổng thống Donald Trump nói rằng ông là một người đàn ông trưởng thành đang chống lại một đứa trẻ 6 tuổi. Ý nói cựu Tổng thống Roy Trump là một đứa trẻ 6 tuổi, còn Tổng thống Joe Biden, ông nói ông là một người trưởng thành. Ông nói điểm chung duy nhất giữa tôi và cựu Tổng thống Roy Trump là là vấn đề tuổi tác mà thôi. Đồng thời, ông nói thêm rằng phó Tổng thống của tôi thực sự tán thành tôi, ám chỉ việc cựu phó tổng thống Mike Pence từ chối việc ủng hộ người đồng hành với ông vào năm 2020. Trong khi bữa tối một truyền thống có niên đại 100 năm diễn ra bên trong phòng kiểu vũ, hàng trăm người biểu tình đã huy động bên ngoài địa điểm để kêu gọi ngừng bắn và chỉ trích phản ứng của Tổng thống Biden đối với cuộc chiến Israel-Hamas ở Gaza. Họ không hề nhắc gì đến việc Iran cũng khai chiến với Israel và đang kêu gọi nhiều nước Hồi giáo cùng hợp sức lại, tổ chức thánh chiến để chống lại Israel. Nhiều người am hiểu về vấn đề này nói rằng số phận hay là vận mệnh của từng người dân Mỹ không thể vào tay của một con người hay là một nhóm thể chế chính trị nào, mà số phận của con người trước đây và cụ thể là người dân Mỹ vẫn nằm trọn trong bàn tay của Thiên Chúa cho nên cựu Tổng thống Donald Trump ông cũng kêu gọi người dân Mỹ hãy quay trở lại thói quen cầu nguyện và đọc kinh thánh bởi ông biết rằng chính bản thân ông hay là cả Đảng Cộng Hòa cũng không thể nào thắng nổi sự giữ mà chính Satan là đầu sỏ và đang điều khiển những con người theo chúng. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể thắng được sự giữ Satan mà thôi. Và cựu Tổng thống Donald Trump, ông đã làm nhiều điều và khuyến khích người dân Mỹ quay lại thói quen quen cầu nguyện và thói quen đọc Kinh Thánh đặt Thiên Chúa lên trên hết để chọn Chúa và đứng về phe của Thiên Chúa để xin Thiên Chúa bảo vệ trước sự giữ Satan thế lực vô cùng lớn lao đối với sức của con người của nhân loại. Kính thưa quý cô chú bác và quý anh chị! Nhiều người cảm thấy lo ngại về những diễn biến bất thường trong cuộc sống. Bởi nhìn chung về tình trạng lật xe bus của học sinh, đây không phải là chuyện thường xuyên diễn ra. Và đây thực sự người ta đặt câu hỏi sao dạo này tiểu bang Texas gánh nhiều thảm họa đến vậy. Nào là nạn cháy rừng và những tình trạng di cư bất hợp pháp ồ ạt đổ vào tiểu bang này. Vừa qua, một chiếc xe bus chở học sinh ở Texas đã bị lật vào ngày thứ Sáu ngày 22 tháng 3 năm 2024, làm ít nhất đã hai người thiệt mạng, gồm một học sinh theo USA Today cho biết. Vụ tai nạn xảy ra ở Bastrop County cách Austin khoảng 40 dặm về hướng Đông Nam, khi nhóm học sinh tiểu học Tom Green Elementary đang trên đường đi chơi sở thú về học khu Hayes loan báo lúc đó trên xe có 44 học sinh và 11 người lớn. Ngoài hai người thiệt mạng có 32 người được đưa đi bệnh viện, vài người chỉ bị thương nhẹ, theo cơ quan cấp cứu Austin Travis County. Chiếc xe bus đang chạy xa lộ Stay Highway 21 theo hướng Tây, thì xe vận tải chở bê tông chạy hướng Đông lạng ra khỏi làng đường và đã tông vào chiếc xe bus khoảng 2 giờ trưa ngày thứ Sáu. Trung sĩ Dion Cochrane của cơ quan ninh công cộng Texas cho hay, vài học sinh bị văng xuống xe. Theo như ông cho biết thêm, một ông đi xe khác đã tông một chiếc xe bus và cũng đã thiệt mạng. Không rõ ông này có nằm trong nhóm của trường Tom Green Elementary không? Tài xế xe vận tải đang hợp tác với giới chức hữu trách. Lưu ý rằng ông không biết tài xế này sẽ bị truy tố hay không. Chiếc xe bus này đời năm 2011 nên không có dây an toàn, theo ông Thìn, phát ngôn viên học sinh. Xe bus học sinh sản xuất từ năm 2017 có dây an toàn, ông cho biết thêm. Đứa trẻ thiệt mạng đó là nam ông Kevin, giới chức cơ quan cấp cứu Austin Chavez Curry, loan báo các giới chức không nêu tên tuổi của cậu bé này. Kính thưa quý vị, liên quan bản tin khác, Bộ Giáo dục Hoa Kỳ đã phát giác ra lỗi tính toán trong hàng trăm ngàn đơn xin hỗ trợ tài chính. FAFAC mà sinh viên gửi cho các trường đại học trong tháng và sẽ cần phải sửa lại đơn. Đây là sai lầm tiếp nối loạt lỗi sai khác và đe dọa đình trệ tiến trình ghi danh đại học trong năm, theo hãng tin cho biết. Một công ty được chính phủ liên bang thuê tính sai công thức hỗ trợ tài chính cho hơn 200.000 sinh viên. Bộ giáo dục Hoa Kỳ cho biết vào ngày thứ Sáu, ngày 22 tháng 3 năm 2024. Số liệu này đáng lý ra sẽ được gửi cho các trường đại học nhằm giúp họ chuẩn bị các khoản hỗ trợ tài chính nhưng giờ đây vì trục trặc này mà cần phải tính toán lại, ngay cả khi Bộ Giáo dục đang giải quyết hơn 4 triệu đơn xin hỗ trợ tài chính khác, còn đang bị tồn đọng lại, một tuyên bố từ Bộ Giáo dục Hoa Kỳ cho biết vấn đề này sẽ không ảnh hưởng đến 1,3 triệu đơn ghi danh có số liệu đúng và sẽ bàn giao cho các trường đại học trong tháng. Các viên chức cho biết họ đã sửa xong lỗi tính toán và điều này sẽ không ảnh hưởng tới các hồ sơ trong tương lai. Vẫn chưa rõ là có bao nhiêu sinh viên nếu có đã nhận được hồ sơ hỗ trợ tài chính bị làm sai số liệu vì Bộ Giáo dục chỉ vừa bắt đầu gửi hồ sơ trong 2 tuần qua. Thời điểm các trường đại học nhận được hồ sơ thường mất phải vài tuần để gom lại cho đầy đủ các khoản hỗ trợ về tài chính. Sinh viên ghi danh vào đại học phải chờ đợi trong năm trong lúc Bộ Giáo dục dò xét lại đơn xin hỗ trợ sinh viên liên bang miễn phí. Mẫu đơn này được gọi là FAFSRA, được dùng để xác định sinh viên nào hội đủ điều kiện nhận trợ cấp hào từ liên bang và đồng thời các trường đại học và tiểu bang cũng áp dụng mẫu đơn này để trợ cấp tài chính của riêng họ dành cho sinh viên bản cập nhật giúp cho mẫu đơn trở nên đơn giản hơn nhưng mất nhiều tháng hơn dự tính bản cập nhật không cho các trường đại học nhiều thời gian để đưa ra các đề nghị hỗ trợ tài chính cho sinh viên và cũng làm cho sinh viên không đủ thời gian để chọn trường đại học sai lầm gần đây nhất của liên quan tới chỉ số hỗ trợ sinh viên một công thức mới được áp dụng nhằm xác định nhu cầu tài chính của sinh viên đó là nhiều hay ít sau khi họ nộp đơn fafac với một số sinh viên bộ giáo dục lại quên tính đến một số tài sản tài chính cố định bao gồm các khoản đầu tư tiền tiết kiệm và tổng số tiền mặt theo một bản ghi nhớ mà hiệp hội các nhà quản lý quản trị quốc gia hỗ trợ tài chính sinh viên asfa gửi tới các trường đại học vào ngày thứ sáu điều này dẫn tới một số sinh viên và có chỉ số hỗ trợ sinh viên thấp hơn từ đó cho thấy sinh viên có nhiều nhu cầu tài chính hơn thực tế. Trong lúc chờ bộ giáo dục sửa chữa hồ sơ của những sinh viên bị sai số liệu, họ khuyến khích các trường đại học tự tính toán và đưa ra khoản tiền hỗ trợ dự kiến của mình. Những người ủng hộ lo ngại rằng sự hỗn độn trong chiến dịch hỗ trợ sinh viên trong năm có thể sẽ ngăn cản sinh viên vào đại học, đặc biệt là những người mà tiền bạc là một phần quan trọng trong quyết định việc học của họ. Các thành viên Đảng Cộng hòa của Thượng viện đang yêu cầu một buổi điều trần với Bộ trưởng Giáo dục Miguel Cardona đã thảo luận về mối lo ngại nghiêm trọng của họ liên quan đến việc điều hành hơn về vấn đề đơn FAFCC. Biểu mẫu này mà ai cũng biết là rườm ra nằm trong chính sách đại tu vào năm 2020. Thông qua luật lưỡng đảng tại Quốc hội, đạo luật hứa hẹn sẽ đơn giản hóa mẫu đơn giảm từ 100 câu hỏi xuống còn dưới 40 câu hỏi. Và đồng thời đạo luật cũng sửa đổi công thức căn bản và hỗ trợ cho sinh viên, hứa hẹn sẽ tiếp tục và để mà tiếp cận thêm nhiều sinh viên có lợi tức thấp. Mẫu đơn thường được chuẩn bị sẵn cho sinh viên điền vào tháng 10 nhưng Bộ Giáo dục chỉ vừa phát hành mẫu đơn này vào cuối tháng 12. Ngay cả vào thời điểm đó, Bộ Giáo dục vẫn chưa sẵn sàng bắt đầu giải quyết các mẫu đơn để gửi cho các tiểu bang hay trường đại học. Mọi việc chỉ vừa khai triển trong tháng này mà thôi. Trong quá trình thực hiện, Bộ Giáo dục cố gắng sửa nhiều lỗi. Ban đầu quá trình này không thể tính toán lạm phát một cách chính xác, một trục trặc khác cũng ngăn chặn cha mẹ sinh viên điền vào mẫu đơn nếu họ không có số an sinh xã hội. Điều đó tức là nhiều sinh viên dù là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân nhưng cha mẹ không phải thì cũng không thể nộp đơn để xin trợ cấp như vậy. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh xin trân trọng